nay đến cuối năm nhanh chóng thí điểm việc mở cửa, thu hút khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc, dự kiến 2-3 triệu lượt người. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong kết luận phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8 tổ chức ngày 6 tháng 9. Trước đó, theo đề xuất của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, dự kiến từ tháng 10 tới, Phú Quốc sẽ thí điểm đón khách quốc tế với khoảng 25-40 chuyến bay một tháng, tương ứng với giai đoạn 1 và 2 sau khi hộ chiếu vaccine áp dụng thành công. Du khách trong nước và quốc tế chỉ có thể vào Phú Quốc nếu họ có bằng chứng đã tiêm phòng và xét nghiệm COVID-19 âm tính. Dự kiến tuần này, Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc có buổi làm việc với Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch về những nội dung đón khách cụ thể. Phú Quốc được biết đến là điểm du lịch hấp dẫn, đảo ngọc trong du lịch biển của Việt Nam. Nơi đây có đầy đủ cơ sở hạ tầng, lưu trú, địa điểm tham quan, hơn nữa cộng đồng dân cư ít, khoảng 100.000 dân, tách biệt với đất liền, giao thông đi lại thuận tiện. Trước Phú Quốc, Thái Lan là quốc gia đầu tiên trong khu vực áp dụng thành công mô hình thí điểm Sandbox Phuket.